Chúng tôi đi Hà Nam để tham dự lễ hội Đền Bà Vũ. Con muốn là thế hệ trẻ thì tiếp nối thế hệ cha ông, không những là giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mà Việt Nam chúng ta, mà còn giúp nó phát triển hơn. Thực sự những bạn cấp 3 thì mới là những người mà cái chi tiêu mọi thứ nó sẽ nhiều hơn và cần sự giúp đỡ hơn. Thế nên là Nam có ưu tiên các bạn cấp 3 hơn một chút. Con đã sử dụng hình ảnh của bà, câu chuyện của bà làm nguyên mẫu cho bộ phim Đèn Âm Hồn. Ây da, 20 suất học bổng. Giờ này cũng đến đây cũng trưa rồi, mọi người không biết là còn ở đây không? Hội không biết là còn tiếp diễn không? Đền Bà Vũ thì tôi nghĩ rằng là đáng lẽ phải có một cái chỗ đứng tốt hơn đối với nhiều người. Hiện nay nó đang chỉ nằm ở trong cái lễ hội ở địa phương thôi. Mặc dù Đền Bà Vũ đã được chứng nhận cấp quốc gia, thế nhưng mà lễ hội đền thì chưa được nhiều người biết tới. Có lẽ gặp em và chị. Em là Nam đây. Em và chị. Em cũng bị tắc đường ạ. Dạ. Em có một chút để làm lễ. Vâng. Chào chú ạ. Chú ơi, cho hỏi là mình đền Bà Vũ ấy, là mình thờ bà Vũ Thị Thiết đúng không ạ? Thì cho hỏi là truyền kỳ Mạn Lục ấy, thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện dân gian lưu truyền hoang đường hay là dựa trên một cái nhân vật có thật ấy ạ? Nhân vật có thật. Có thật ạ? À? Luôn. À. Nhân vật có thật chứ không phải là câu chuyện thần thoại. Vâng. Thế thì chú có thể kể lại cho cháu về cái câu chuyện của bà đúng không ạ? Chuyện của bà thì cũng như của Nguyễn Dữ viết đấy, thì nói chung quy là bà là người con gái ở quê này và sinh ra và lớn lên ở đây. Thì trong quá trình mà coi là chồng thì đi lính thì bà có mang bầu trong ấy là giặc Chiêm Thành sang quấy nhiễu, thì là bà mới lấy chồng được hơn một tuần gì đấy, thì là chồng phải đi lính. Sau khi đánh thắng giặc trở về thì chồng về thì bảo ra bố bế, thì nó bảo ông không phải bố tôi, tối bố tôi mới về. Thế thì trong cái thời kỳ đó thì nói chung quy là cái người phụ nữ, cái tiết hạnh và cái luật pháp bây giờ thì nó nghiêm, chỉ có cạo đầu bôi vôi thả sông ấy, chứ làm gì có ấy. Thế nên là bà thì sau khi đó thì bà giải thích rất nhiều, nhưng mà chàng Trương thì không nghe, bế con về bên Lội ở. Thế thì sau thì tối thì mới thắp đèn lên thì mới đứa trẻ nó mới reo lên là hôm nay bố về, bố về. Thế là xong ông thắp 2, 3, 4 ngọn đèn nữa lên thì nó reo là nay nhiều bố thế. Thế là ông mới giật mình, nghĩ là mình đã oan uổng cho vợ. Đấy, thì khi thì quay về thì bà đã tuấn tiết xuống dòng sông để bảo vệ cái tiết hạnh của người phụ nữ rồi. Đấy, nói chung quy là câu chuyện của bà thì là nó về di tích này thì nó là như thế. Và sau khi tuấn tiết xuống dòng sông thì chồng thì cũng có về để lập đàn giải oan cho bà. Thế nhưng mà sau quá trình giải oan ấy thì bà cũng gọi là hiển hiện lên mặt sông ấy. Nhưng mà về sau là bà coi là giúp nhà vua Lê để dẹp giặc, thì đánh thắng giặc thì vua mới chiếu chỉ để xây đền rồi đúc tượng đúc chuông để thờ bà.
sự tích của bà là như thế. Và dạ, từ thế kỷ thứ, tức là anh giặc Chiêm Thành từ thế kỷ thứ 16, tức là cái câu chuyện để viết lên là từ thế kỷ thứ 16. Thế kỷ thứ 16 còn cái sự thực, cái câu chuyện đấy là còn trước nữa đúng không? Đúng rồi, từ thế từ 1360 bao nhiêu đấy, thế kỷ thứ 14. Đúng rồi. Và thế kỷ thứ 14. Dạ. Ngoài đấy khi ông Nguyễn Dữ ông viết chuyện thì nó vào thế kỷ thứ 16. Nó là như thế. Cho hỏi là cái bức tượng bà là ở phía bên nào ạ? Tượng bà trong cung cấm. Trong cung cấm trong ạ. Này. Vâng. Trong khám này, ngoài này là tam tòa thánh mẫu. Bà ơi, xin bà Vũ Thị Thiết, là một con đã sử dụng hình ảnh của bà, câu chuyện của bà làm nguyên mẫu cho bộ phim Đèn Âm Hồn, có những cái tình tiết ở trong phim. Và trong phim thì cũng một người cũng là bà Vũ, nhưng mà tên thì cũng không phải là Vũ Thị Thiết, mà chỉ lấy cảm hứng từ câu chuyện của bà thôi. Trong phim thì là Vũ Thị Thương đó, và câu chuyện về chồng bà là chàng Trương Sinh thì trong phim của con là Trương Đinh. Đấy, thì hôm nay con đến, con sẽ, một lần nữa thì con xin phép và con cũng mong bà sẽ phù hộ cho bộ phim được thành công, câu chuyện của bà được nhiều người biết tới. Nhiều người tới xem phim thì câu chuyện của bà thì chắc chắn là mọi người sẽ nhớ đến hơn. Thực sự đó là một câu chuyện rất là độc đáo, và con nghĩ câu chuyện của bà trong cái nền văn học Việt Nam là một trong cái câu chuyện mà giàu tính điện ảnh nhất luôn. Đấy, và con rất là mong bà sẽ phù hộ cho con, cho anh em trong ekip, cũng như là sự thành công của bộ phim ạ. Con xin cảm ơn và xin cho sắp tới phim ra rạp thì có thể nói rằng là những cái câu chuyện của bà cũng như văn hóa Việt Nam, tất cả những cái điều gì đẹp nhất của dân tộc ta, xin bà phù hộ để cho nhiều người biết tới, cũng như bạn bè thế giới biết tới ạ. Và con cũng xin phép là nếu mà bén duyên thì con sẽ là một cây cầu nối của một người dân yêu nước, nhưng mà sẽ luôn luôn khao khát cống hiến để mang cái tinh thần Việt Nam, văn hóa Việt Nam đi xa nhất có thể. Trong cái sức của con có thể làm được gì thì con xin làm ạ. Xin bà cứ chỉ cho con. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Ở đây thì mọi người cũng thờ mẫu luôn, thì do đó thì Nam nghĩ rằng là trong cái phim Đèn Âm Hồn cũng là một trong bộ phim mà ca ngợi người phụ nữ Việt Nam rất là nhiều. Ngoài hình ảnh của bà Vũ Thị Thiết thì ngoài ra còn có những người phụ nữ khác xuất hiện trong phim cũng rất là mạnh mẽ và cá tính. Con xin mọi người phù hộ cho con, ekip làm phim và cho bộ phim được thành công. Theo Nam nghĩ thì chuyện người con gái Nam Xương, hay ở trong Nam người ta biết tới là người thiếu phụ Nam Xương của Nguyễn Dữ ghi chép lại trong Truyền Kỳ Mạn Lục, là một trong những câu chuyện mà giàu tính điện ảnh nhất trong nền văn học dân gian của Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì cái hình ảnh mà chiếc bóng ở trên tường, hình ảnh người chồng hiểu lầm người vợ, rồi người vợ đi nhảy sông để bảo vệ cái trinh tiết của mình, thì đấy là một cái cực kỳ là có thể nói rằng là độc đáo. Cuối cùng là cũng phải bó tay các bạn ạ, bởi vì là chúng tôi không có cái dụng cụ để đỡ đấy, bây giờ phải dùng phương án là có băng dính để dính vào thôi. Mình xin dính vào đâu bây giờ ta? Đây, anh em chúng tôi sẽ sử dụng phương án là sẽ treo vào đây. Đấy. Vâng, cháu xin phép để cháu buộc cái hình người con gái Nam Xương ở đây đã. Dạ. Đấy. Anh Thắng ơi, nó về đây để bảo nó vào cơm nước đi. Đây, em buộc xong rồi. Cháu để em để tạm đây nhá. Dạ. Anh xem là đấy bảo không biết rồi. Em bảo ấy cho. Đây. Cái tấm tranh này các bạn thấy rằng là lễ hội đền Bà Vũ
người con gái Nam Xương. Và hôm nay là ngày 21 tháng 9 là ngày chính hội của năm nay, năm 2004. Và câu chuyện của bà đã tạo cảm hứng cho phim điện ảnh Đèn Âm Hồn. Đấy. Và mình rất là tự hào và hãnh diện khi bộ phim của mình được dựa trên một câu chuyện có thật mà một cái áng văn rất hay trong lịch sử văn học của Việt Nam, đặc biệt là trong câu chuyện truyền kỳ Mạn Lục, trong cái tập chép truyền kỳ Mạn Lục của tác giả Nguyễn Dữ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào trong để thưởng thức bữa trưa ở trong đền. Không biết là bữa trưa ngày hôm nay mọi người sẽ thưởng thức những món gì đây. Đấy, có vẻ hơi muộn rồi. Anh. Vâng, vâng ạ. Vâng. Rất là vui. Vâng, cháu đi ấy một chút. Dạ. Lâu lắm rồi thì Nam mới tham dự một cái buổi ăn uống tiệc ở quê như này. Đó thì bây giờ mình Chào chú Hoàng Nam nhá. Rồi. Em chào anh. Chào anh ạ. Chào mọi người nha. Dạ. Đang xong rồi ạ. Vâng. Vâng. Tôi đã thấy những cái món ăn truyền thống. Em sinh năm 84. 84 à? Ôi giời ơi, anh em mình bằng nhau. Bà đồng niên à? Tôi thấy có những cái món ăn truyền thống ở đây, ví dụ như là gà luộc này, có giò này. Đây có món xào, những món xào, món canh và xôi. Đó. Và ồ, thì mình sẽ ăn mâm nào đây? Mâm này à? Okay. Các bạn thân mến, bây giờ là chiều rồi thì các em học sinh từ mẫu giáo cho tới cấp 3 cũng đã tề tựu đầy đủ ở đền Bà Vũ. Bây giờ thì Nam sẽ vào trao học bổng cho các em. Đây. Mình đã chuẩn bị từ sáng rồi và có thể nói là đang khá là hồi hộp bởi vì cho đến ngày hôm nay thì mình đã là một phần của lễ hội đền Bà Vũ năm 2024, cũng như là khi mình làm bộ phim về người con gái Nam Xương thì đây cũng là một cái cơ duyên vô cùng lớn và mình đã có một cái sự gắn kết kết nối với chính văn hóa truyền thống của địa phương ở Hà Nam nói riêng cũng như là cả Việt Nam nói chung. Thì bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Nam vào trao học bổng cho các em học sinh nhé. Và Nam tin rằng các em ấy sẽ là thế hệ tiếp nối để đưa những cái văn hóa truyền thống của dân tộc ta đến với nhiều người biết đến hơn cũng như là với thế giới. Thì Nam xin nguyện là cái ngọn đuốc đầu tiên để làm cái trách nhiệm này. Bây giờ thì đi vào thôi. Các bạn thấy rằng là mọi người cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Và đây cái banner của mình đây. Đấy. Các cháu của trung học cơ sở Trần Nguyễn hình như mọi người đang khấn lễ trước. Mình xin phép mà. Đứng hàng thứ ba. Đây nhá. Dạ. Cô cho tiểu học này. Đây là cấp 2 nhá. Vâng. Cháu tiếp theo Phạm Lương Giang lớp 9A có chưa? Có rồi. Cháu Trần Trọng thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn làm phim Đèn Âm Hồn cùng đạo diễn Hoàng Nam đã về dự quay phim cũng như trao thưởng cho 20 em học sinh sách chân lý có nhiều thành tích cao trong học tập năm 2023-2024. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng đạo diễn Hoàng Nam lên phát biểu ý kiến. Xin trọng kính mời ông. Dạ. Lời đầu tiên cho phép con được gửi lời chào tới các ông, các bà, các vị đại biểu cùng toàn thể các cô chú, tất cả mọi người có mặt tại đền Bà Vũ ngày hôm nay. Hôm nay thì cháu con rất là vinh dự bởi vì đã được tham dự một cái lễ hội truyền thống
mà có từ rất lâu của xã mình cũng như là của tỉnh Hà Nam và cả Việt Nam nói chung. Cũng có một cái dịp rất là tình cờ. Đầu tiên thì con xin giới thiệu trước một chút là con là Hoàng Nam, là đạo diễn bộ phim điện ảnh mới bấm máy xong có tên gọi là Đèn Âm Hồn, Người Con Gái Nam Xương. Thì con cũng là một người con của Hà Nam, khi là bà nội thì là ở Vĩnh Trụ, là con gái Vĩnh Trụ đấy ạ. Thì trong bộ phim Đèn Âm Hồn, Người Con Gái Nam Xương thì con có lấy mượn hình ảnh của hai người phụ nữ. Thứ nhất đó là chính là bà Vũ Thị Thiết, tức là người con gái Nam Xương mà ở đền thờ ngày hôm nay chúng ta đang thờ cúng đã rất là nổi tiếng rồi. Và cũng một hình ảnh khác đó là chính là bà nội con, là bà Trần Thị Nga. Thì tất nhiên con chỉ mượn hình ảnh thôi. Thì như vậy là trong cái bộ phim của con là có hình ảnh của hai người phụ nữ mà từ quê hương của mình, đó chính là Hà Nam. Và con cảm thấy rằng là khi làm bộ phim này, con thấy là cái văn hóa của đất nước mình nói chung cũng như là của Hà Nam nói riêng là rất là nhiều những cái điều thú vị, tốt đẹp mà có thể khai thác. Đầu tiên là con xin cảm ơn các thế hệ cha ông đã gìn giữ được cái di tích Đền Bà Vũ, cũng như là đã phát huy để lễ hội Đền Bà Vũ trở thành một trong những cái được Bộ Văn hóa đã cấp là di sản và văn hóa phi vật thể. Đấy, và với con là một thế hệ con cháu, cũng như là hôm nay con rất là muốn trao những cái phần quà cho các bạn học sinh, là con muốn là thế hệ trẻ thì tiếp nối thế hệ cha ông, không những là giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mà Việt Nam chúng ta, mà còn giúp nó phát triển hơn để cho bạn bè khắp nơi ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới biết được những cái nét đẹp của văn hóa quê hương mình. Đấy, thì đấy là lý do mà con rất muốn trao những cái phần quà cho các thế hệ trẻ, các mầm non tương lai của đất nước ngày hôm nay. Con xin cảm ơn ạ. Chú gửi con nha. Con tên là gì? Si á? Ồ, tên lạ nhỉ. Con tên là gì? Khang à? Con cảm ơn chú chưa? Đây, chú có quà cho con nha. Quà cho con nha. Chúc bọn con học giỏi ngoan ngoãn nha. Rồi, đến con. Rồi, chú cảm ơn. Rồi, ngoan quá. Đây, chú gửi nha. Rồi, chú gửi nha. Cảm ơn. Chúc gửi nha. Chúc bọn con sắp tới đạt được ước mơ của mình nhá. Năm nay năm cuối cấp đúng không? Chúc gửi. Chúng ta chào các bạn.